bài tập luyện với em Hằng nha. Bọn em vừa đi bài khoảng 40-45 phút. Chị em nghỉ giải lao 20 phút rồi mình bán theo nha. Hello cho tất cả mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem live stream của em. Mọi người đừng quên là 5:30 hàng ngày thì mọi người sẽ lên cao với em Hằng nha. Mọi người hãy chuẩn bị cho mình một quần áo tập, một đôi giày tập để mình lên lớp với em hàng ngày nha. Đừng quên là 5:30 ngày từ thứ hai đến thứ bảy là mọi người sẽ lên tập luyện của em. Mọi người nhá, ngoài trời thì đang mưa đang rét nhưng mà mồ hôi thì vẫn ướt, vẫn cứ chảy luôn. Hello cho tất cả mọi người. Mọi chị em là đang tập luyện của em ạ. Ok là em sẽ kết thúc livestream đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào livestream tiếp theo nha mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha.